Bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn rất đặc biệt, bát nhã ba la mật đa như vậy là pháp tánh sâu xa, hoặc nói hoặc chẳng nói, đều chẳng tăng chẳng giảm. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, như lời ông nói, bát nhã ba la mật đa như thế là pháp tánh sâu xa, hoặc nói hoặc chẳng nói, đều chẳng tăng chẳng giảm này thiện hiện giả sử như lai like, ứng tránh đẳng giáp chọn đời khen hay chê hư không thì hư không kia vẫn không tăng không giảm bát nhã ba la mật đa ấy pháp tánh sâu xa cũng giống như vậy hoặc khen hay chê chẳng tăng chẳng giảm này thiện hiện thí như ảo thuật ra, đối với việc khen hay chê chẳng tăng chẳng giảm, không buồn không vui, Bát nhã Ba la mật đa ấy pháp tánh sâu xa, cũng giống như thế hoặc nói hoặc chẳng nói vẫn như như không khác. Cụ Thọ thiện hiện lại bạch Phật bạch thế tôn các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa là việc rất khó bởi vì bát nhã ba la mật đa này hoặc tu hoặc chẳng tu không tăng không giảm cũng không thuận trái thế mà chuyên cần tu học bát nhã ba la mật đa như thế cho đến quả vị giác ngộ cao tột không hề thối truyền vì sao bạch thế tôn các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa như tu hư không hoàn toàn không có sở hữu bạch thế tôn như trong hư không, không có sắc có thể an lập, không có thọ tưởng hành thức có thể an lập. Việc tu hành bát nhã ba la mật đa cũng như vậy. Bạch thế tôn như trong hư không, không có nhãn xứ có thể an lập, không có nhi tĩ thể thân ý xứ có thể an lập. Việc tu hành bát nhã ba la mật đa cũng như vậy. Bạch thế tôn như trong hư không, không có sắc xứ có thể an lập, không có thanh hương vị xúc pháp xứ có thể an lập. Việc tu hành bát nhã ba la mật đa cũng như vậy. Bạch thế tôn như trong hư không, không có nhãn giới có thể an lập, không có sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể an lập. Việc tu hành bát nhã ba la mật đa cũng như vậy. Bạch thế tôn như trong hư không, không có nhĩ giới có thể an lập không có thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể an lập việc tu hành bát nhã ba la mật đa cũng như vậy Bạch Thế Tôn như trong hư không, không có tĩ giới có thể an lập, không có hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra có thể an lập. Việc tu hành bát nhã ba la mật đa cũng như vậy. Bạch Thế Tôn như trong hư không, không có thiệt giới có thể an lập, không có vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể an lập. Việc tu hành bát nhã ba la mật đa cũng như vậy. Bạch thế tôn như trong hư không không có thân giới có thể an lập, không có xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể an lập. Việc tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng như vậy. Bạch thế tôn như trong hư không không có ý giới có thể an lập, không có pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể an lập. Việc tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng như vậy.